bulan ya. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ các bạn động tác nhiều bạn là thích rê bóng như Messi ạ. Vâng, động tác rê bóng của Messi thì nó gồm rất nhiều động tác, và trong đó có động tác là người ta sử dụng bằng mũi chân rất là nhiều, mũi chân và cái má trong má ngoài của bạn rất là nhiều, và hai chân các bạn nên lưu ý là thế. Thì hôm nay có cái động tác này thì nó cũng thường các cầu thủ sử dụng rất là nhiều, Quang Hải sử dụng rất là nhiều, nhưng mà Quang Hải thì ít khi mà kết nối được như Messi. Messi thì họ kết hợp cả hai chân này, họ dùng động tác thân người này, rồi những cái động tác đi bóng rích rắc này và xỏ bóng lọt háng này, đôi khi là họ dùng bóng quạt người ta chạy vòng. Vâng, Messi là họ đá bóng rất là biến hóa. Vâng, để hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bạn động tác, nó đơn giản thôi, nó chỉ là điều khiển bóng bằng hai chân. Thì động tác này nó dùng mũi chân rất là nhiều và sử dụng hai chân. Thì sau đây tôi xin giới thiệu các bạn động tác như này nhá. Các bạn gạt bóng sang bên phải này, các bạn quật lại này, sau các bạn dùng chân trái các bạn đẩy sang này, các bạn lại quật lại này, các bạn dùng chân phải đẩy sang này, các bạn quật lại này, các bạn dùng chân trái đẩy sang này, các bạn quật lại này, các bạn dùng chân phải đẩy sang này, các bạn quật lại này. Vâng, nó chỉ như thế thôi. Bây giờ tôi sẽ làm thử vài động tác này cho các bạn xem nhá. Đấy, gạt sang này, đấy, dùng chân trái này, đấy, gạt sang này, dùng chân phải này, gạt sang này, gạt sang này, đấy, dùng chân trái này, quật lại này, chân phải này, quật lại này, chân trái này, quật lại này, chân phải này, quật lại này, chân trái này, quật lại này. Vâng, động tác nó cứ liên tục như thế, các bạn sẽ rất khéo về cái phần mũi chân. Các bạn tập nhiều động tác như này nhá. Đấy, quật lại này, dùng chân phải này, quật lại này, dùng chân trái này, quật lại này, dùng chân phải này. Các bạn tập lại rất là nhiều lần các bạn sẽ thạo. Nó giống như là động tác dê quật đấy ạ. Tôi sẽ có thể ở đằng kia quay lại cho bạn xem ạ. Đẩy sang này, quật lại này, 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 quật lại, đẩy sang này, quật lại này, quật lại này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, tôi quay lại lần nữa nhá. Đẩy sang này, quật lại này, 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 đẩy sang này, quật lại, đẩy sang. Wow, động tác của thằng Quang Hải, đẩy sang này, dê bóng qua người này, đẩy sang này, sút chân trái này, đẩy sang này. Đấy, các bạn đã chuẩn đó. Đấy là một động tác nhỏ của tôi. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn